năm 2016, tôi đến Thái Lan lần đầu tiên. Không hiểu ma xui hay quý khiến, tôi lại rời Bangkok để mò lên một vùng đất mà trước đó tôi chưa từng biết tới. Để rồi tôi tự hứa rằng tôi sẽ trở lại. Khi xem lại những thước phim này, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên. Sự phấn khích, tò mò và khát khao khám phá của tuổi trẻ đơn độc lại trỗi dậy. Đây là chiếc ba lô tôi đã dùng trong chuyến đi trước, và lần này, nó sẽ cùng tôi trở lại đất nước chùa vàng sau 7 năm. Tôi chỉ ở Bangkok trong thời gian ngắn và đi thăm thú vài nơi. Có nhiều sự thay đổi rõ ràng ở đất nước này trong lần thứ hai tôi ghé thăm bởi sự tác động mạnh mẽ của Covid. Tuy nhiên, cũng có một số thay đổi sẽ dẫn tới một số rắc rối nếu ta không chuẩn bị kỹ. Theo hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi lập tức bắt chuyến xe buýt miễn phí kết nối hai nhà ga với hy vọng sẽ kịp giờ tàu chạy. Và chúng tôi tới kịp thật. Nhưng vấn đề là chuyến tàu đó đã hết vé đi Chiang Mai. Cả ngày tiếp theo cũng hết luôn. Tôi thì không hoảng lắm bởi vì tôi đã có một vài phương án thay thế khi mà ngồi trên xe buýt rồi. Cùng lắm thì đặt xe buýt giường nằm tới Chiang Mai thôi. Tuy nhiên, sau một hồi xoay sở với một nhân viên bán vé khác, chúng tôi đã đặt được hai vé giường nằm đi Chiang Mai. Tuy vị trí có cách xa nhau, hơi so le nhau một chút, nhưng như thế cũng còn hơn là không có gì. Để tôi giải thích với bạn tại sao chúng ta có thể làm như thế nhé. Đây là bản đồ đường tàu từ Bangkok đi các tỉnh miền Bắc Thái Lan mà nhà ga cuối cùng là Chiang Mai. Trên thực tế sẽ có rất nhiều nhà ga khác nằm trên trục đường tàu này, phục vụ cho mục đích vận chuyển khách cũng như hàng hóa. Ayutthaya là một trong những nhà ga chính. Đây, nó đây. Và trên thực tế, luôn luôn có những cái xuất vé giường nằm từ những nhà ga khác trên trục đường Nam Bắc đi Chiang Mai, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải là từ Bangkok. Vậy nên là khi vé từ Bangkok hết, thì chúng ta vẫn có thể đặt vé từ Ayutthaya đi Chiang Mai. Nhưng trước hết, phải lên tàu đi Ayutthaya cái đã. Đi tàu ở khoang hạng thấp luôn là trải nghiệm thú vị cho những ai muốn gần với cuộc sống địa phương. Và thực tế, nhiều du khách chọn cách này để ghé thăm Ayutthaya vì chỉ mất một khoảng tiếng rưỡi trên tàu. Vương quốc Xiêm nằm ở ngã ba sông Chao Phraya, Lop Buri và Pasak. Năm 1767, nơi này bị quân Miến Điện xâm chiếm, cướp bóc và tàn phá.
cư dân bị ép rời đi. Sau khi Thái Lan độc lập, vị vua mới bấy giờ là Rama I đã rời đô về Bangkok hiện nay và xây dựng hoàng cung mới. Quân lính theo lệnh đã trở lại Ayutthaya để lấy gạch và vật liệu. Họ tàn phá nốt những bức tường thành cũng như nền móng cung điện cũ, chỉ giữ lại những gì thuộc về đền đài linh thiêng. Chúng tôi chỉ thăm thú Ayutthaya trong khoảng 2 tiếng, sau đó thì quay trở lại phía nhà ga, tránh nóng ở một quán cà phê địa phương rất đẹp. Sau khi tới ga Chiang Mai vào sáng sớm, chúng tôi bắt túc túc về khách sạn đã đặt trước ở gần bến xe buýt. Pai là một thị trấn nhỏ miền Bắc Thái Lan, nơi tôi đã tình cờ ghé thăm 7 năm về trước. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Pai, nếu để miêu tả trong vài từ, thì có lẽ sẽ là yên bình, đẹp dung dị, hiền lành và tự do. Vậy nên, chỉ trong 2 ngày đêm ngắn ngủi, nhưng tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt với nơi yên bình này. Ngày đó, tôi tự hứa là nếu có cầu hôn ai, tôi sẽ chọn nơi này để thực hiện. Và rồi, tôi thất hứa. Đường từ Chiang Mai lên Pai dài khoảng 135 km, bao gồm 764 khúc cua trước khi xuống tới thung lũng thị trấn Pai. Vậy nên, hãy đảm bảo mình không bị say xe, và tốt nhất, tránh đặt vé hàng cuối nhé. Buổi chiều đầu tiên ở Pai, chúng tôi đi tản bộ qua bên kia sông trước khi trở lại khu vực phố đi bộ trung tâm và kịp đón một trận mưa mùa hè. Cà phê trong khuôn viên một resort với vị trí đắc địa và bạn có thể ngắm dòng sông Pai. Sau một đêm mưa lớn, nước sông dâng cao hơn và đục ngầu phù sa. Cũng khá lâu rồi tôi mới có một khoảng thời gian chỉ ngồi cà phê mà không làm gì. Nghề nghiệp mới giúp tôi có nhiều thứ mà tuổi 20-25 tôi từng mơ ước, nhưng thứ mà ta đánh đổi không chỉ là thời gian. Những ngày tiếp theo, hầu như chúng tôi luôn ngồi cà phê bên cạnh những hoạt động thăm thú. Đây là quán cà phê của khách sạn Hotel de Ortiz, ngay ngã ba đường, nơi mà chúng tôi đã chọn ngồi làm việc một chút. Câu chuyện với anh chủ quán cà phê Pai 2 tùy gượng gạo, nhưng cũng đủ khiến tôi có một buổi chiều thoải mái. What did you do before you opened this bar? My job? Yeah, your job. I'm a farmer. Để mà ngồi hết các quán cà phê ở Pai, tôi nghĩ mất cả tháng. Bất chấp việc có cả một sân bay, Pai có rất ít nhà cao tầng, mọi thứ đều nhỏ xinh và hòa hợp với kiến trúc truyền thống.
Cây cầu này gắn liền với thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khi phát xít Nhật bắt người dân địa phương xây một cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng sông này với mục đích chuyển quân từ Chiang Mai lên Ma Hung Sơn pha nhau với quân Anh ở Miến Điện. Nhưng bạn có thể thấy nó là một cây cầu sắt, bởi nó đã được xây tới lần thứ 3 rồi trước khi nhường chỗ cho cây cầu bê tông ngay bên cạnh. Để nói một cách công bằng, nó chả phải chứng nhân lịch sử gì cho lắm ngoài việc nằm gần vị trí cây cầu cũ. Pai River, sông đã cạn. Cạn khô nước. Với cấu trúc gần giống Grand Canyon ở Mỹ, Pai Canyon là khu vực đồi núi bị sạt lở và xói mòn tự nhiên, tạo thành những vách đỏ ối, những rãnh sâu và đường mòn nhỏ với hai bên vực đầy kích thích. Màu đỏ của đất hòa lẫn màu xanh của lá cây, lẫn màu trời lúc hoàng hôn hay bình minh là điểm vô cùng hấp dẫn của địa danh này. Nếu có thể, bạn hãy dành thêm thời gian đi theo các con đường mòn và khám phá thêm khu vực này. Trở lại đây, cũng vào buổi hoàng hôn, ngắm nhìn bầu trời và hít thở không khí cũ, thật khó tả. Mưa chạy. Santichon là tên ngôi làng người Hoa mà chúng tôi ghé thăm. Nơi đây có một điểm cao mà bạn có thể ngắm nhìn thung lũng Pai một cách bao quát. Ra ở Pai, bạn có thể đi thăm thác, đi thăm chùa hoặc thuê xe máy điện đi lang thang vào các bản làng để tìm kiếm sự yên bình cho mình. Có một nơi mà cho mình cảm giác tự do mà không nơi nào ở trên đất Thái có thể đem lại cho mình giống như nó được. Đó chính là xung quanh con đường Chai Song Kram, nơi có những nhà hàng, quán bar, quán cà phê hay nơi bán đồ lưu niệm. Bạn có thể uống cà phê vào buổi sáng, nhưng tối đến mới là thời điểm nhộn nhịp, bởi nhiều người dân địa phương đổ ra đường buôn bán. Dân đi bụi cũng tranh thủ ra chào bán những thứ nhằm kiếm thêm lộ phí. Chính nơi đây, tôi đã quen được anh Sanit, một người trồng và bán cần sa hợp pháp. Tôi đã thăm vườn trồng của anh và có làm riêng một phim về anh. Nếu bạn quan tâm, có thể xem lại trên kênh. Lần trước, tôi tới Pai vào mùa cao điểm du lịch và Covid cũng chưa hành lĩnh vực này ra đã. Thế nên phố đi bộ nhộn nhịp hơn nhiều. Cảm giác ba đứa chúng tôi ngồi bên vệ đường gần một quán bar, vừa ăn đồ ăn vừa mua, vừa nghe một lão thủy thủ già người Anh kể về cuộc đời lão và về Pai ngày xưa cũ. Cảm giác rất tuyệt. 10 giờ đêm ngày thứ năm tại Pai. Mưa từ chiều tới tối. Mưa. Chúng tôi rời Pai lúc 1 giờ chiều, đến Chiang Mai sau khoảng hơn 2 tiếng rưỡi, nhận phòng, nghỉ ngơi và sau đó thì đi.
Đất nước Thái Lan hiện đại là sự hợp thành của nhiều tiểu quốc, mà một trong số đó là cố quốc Lan Na. Chiang Mai chính là thủ đô của cố quốc này. Chính vì thế, Chiang Mai nổi tiếng với nhiều công trình có kiến trúc cổ, mà những ngôi chùa cổ là đại diện tiêu biểu. Đây là chủ nhân của những món đồ lưu niệm trên, những người Karen. Họ chạy nạn từ Myanmar qua. Họ sống trong một trại tị nạn ngoại ô Chiang Mai với cơ sở vật chất rất tạm bợ. Tham quan nơi này sẽ đem lại những cảm xúc lẫn lộn, vì bạn không thể phân định rõ ràng được mình đang giúp họ hay thực sự đang tham gia vào việc tham quan một sở thú người. Nhưng tôi biết ít nhất một điều, món quà lưu niệm mà tôi mang về sẽ phần nào góp phần giúp cho chủ nhân của nó, nghệ nhân nhỏ bé này, được ăn và được học. Còn chuyến du lịch này giúp ích cho chúng tôi hay cá nhân tôi nhiều thứ. Lại một lần nữa, tôi được mở rộng tầm nhìn của mình hơn, bớt sân si, bớt đố kỵ, bớt đi những cái nhìn ti tiện của bản thân với người khác, bớt đi những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh bởi những tháng ngày dài lẫn lộn giữa xã hội ảo và thực, và bớt đầy ải tâm trí bản thân bởi những thứ không đâu. Tôi hiểu rằng giờ mình thực sự rất ổn khi có người sẵn sàng đồng hành cùng mình ở bất cứ đâu. Và như thế chẳng phải là quá tốt hay sao?